Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, một doanh nghiệp được phép khai thác cát trên tuyến sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long vừa bị yêu cầu tạm dừng khai thác để đơn vị khoa học đánh giá, tìm ra nguyên nhân chính của sạt lở. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long cho biết, khu vực xảy ra sạt lở chỉ cho một đơn vị được cấp phép khai thác, đó là doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Phát. Thời gian khai thác đến ngày 31 tháng 12 này. Phạm vi khai thác tính từ điểm cuối của điểm lở đến điểm đầu của mỏ cát là 273m. Nếu tính theo đường vuông gốc thì khoảng cách là 213m. Theo đó, có thể tác động đến sạt lở, nên đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định tạm dừng khai thác cát đối với đơn vị được cấp phép này kể từ ngày 7 tháng 12. Cũng liên quan đến vụ sạt lở vừa qua tại xã Hòa Ninh, hiện tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành thuê đơn vị khoa học để đánh giá, tìm ra nguyên nhân, từ đó có thể giải pháp khắc phục. Mất nhà, mất đất, thậm chí là mất luôn tính mạng do sạt lở. Đó là vấn đề không mới tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, mỗi lần xảy ra sạt lở lại để lại rất nhiều câu chuyện. Bên cạnh giải quyết những khó khăn do sạt lở, còn có những bài học đáng quý về tình người. Đã hai ngày nay, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ tất bật hơn bình thường. Mạnh thường quân từ khắp nơi mang quà đến để tiếp sức cho bà con bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Mặc dù giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình người giữa lúc khó khăn. Chỉ tội cho bà con cô bác mà bị tai nạn như vậy thì chị cũng không biết nói gì hơn. Thì hôm nay chị có một chút quà để qua để nho nhỏ này để giúp đỡ cho bà con để vượt qua cái sự khó khăn này. Dù sạt lở tối ngày 5 tháng 12 có 22 hộ dân ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng. Trong đó 13 hộ bị mất nhà hoàn toàn. Hai ao cá trị giá nhiều tỷ đồng cùng hàng chục hecta đất màu mỡ ven sông cũng không còn để canh tác. Cuộc sống vốn đã khó, nay lại càng thêm khó. Mỗi phần quà như thế này giúp bà con có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Cũng nhẹ lo hơn phần nào, như đầy đủ các nhà hảo tâm người ta chu cấp cho mình đó, đầy đủ cũng thấy ăn tạm chút. Càng trong khó khăn, tình người càng lan tỏa. Đến nay, tổng số tiền và quà ủng hộ của chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân dành cho bà con đã lên đến hơn 217 triệu đồng. Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo trên là có cái chính sách hỗ trợ về nhà ở cho những hộ mà mất đất luôn. Thì còn những hộ mà còn đất thì sẽ hỗ trợ xây dựng nhà mới. Căn phòng nhỏ này là nơi tạm trú được chính quyền địa phương bố trí cho bà con. Mặc dù không quá khang trang, nhưng có được nơi che mưa che nắng đối với mọi người lúc này đã là may mắn. Ở đây bà con tìm thấy được giá trị và sự ấm áp của tình người.